Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin trong bóng đá ngày 11 tháng 10. Và những tin trộn nóng nhất từ Nations League sẽ mở đầu cho bản tin ngày hôm nay. Benzema và Mbappe nổ súng, Pháp vô địch Nations League. Tây Ban Nha bước vào trận đấu chung kết Nations League với tâm lý cực tốt. Họ là đội chơi nhỉnh hơn mặc dù bên kia mới toàn là sáo số. Phút thứ 64, nghe đường chuyền dài chuẩn xác từ Sergio Busquets, Mikel Oyarzabal không chơi bóng gọn gàng rồi dùng tốc độ loại bỏ Kimpembe. Sau đó, anh tung một cú sút chìm hiểm hóc để mở tỷ số cho trận đấu. Và phải sau bàn thua đó thì đội tuyển Pháp mới phát huy nội tài của mình. Benzema thì đang chứng tỏ anh đang có phong độ cực cao với pha dứt điểm mang tên cầu vòng khuyết để ghi bàn gỡ hòa. Sau đó đến lượt Mbappe lập công sau pha chạy chỗ và dứt điểm thông minh. Tuy nhiên thì đây chính là tình huống gây tranh cãi nhiều nhất. Liệu nên ra rùa đã việt vị hay chưa khi rõ ràng anh là người đã xuất phát trước đường truyền của đồng đội. Tuy nhiên trọng tài lý giải rằng do bóng đã chạm trên Eric Garcia rồi nên Mbappe sẽ không việt vị. Ôi một tình huống lú như con cú. Xin chia buồn cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Chưa gia hạn gói va thì đành chấp nhận thôi. Neymar xác nhận World Cup 2022 là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Chia sẻ trên truyền thông mới đây, Neymar đã tiết lộ về tương lai của mình trên đội tuyển Brazil. Tôi nghĩ World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Tôi cảm thấy vậy bởi tôi không biết bản thân còn có sức mạnh tinh thần để chơi bóng nữa hay không. Vì thế, tôi sẽ làm mọi thứ để cố gắng mang lại vinh quang cho quốc gia, để thực hiện ước mơ lớn nhất từ khi tôi còn nhỏ và hy vọng tôi sẽ làm được. Vâng, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào mà chàng trai Neymar còn là một tài năng trẻ thì bây giờ đã tính đến chuyện dã từ đội tuyển quốc gia. Anh đã cùng thế hệ vàng Brazil trải qua hai kỳ World Cup nhưng đều thất bại. Giờ đây với đội hình gồm những Fred hay là Vinicius thì tôi nghĩ rằng kết quả cũng chẳng khả quan cho lắm đâu. Huấn luyện viên Tuchel muốn Jorginho giành quả bóng vàng. Jorginho được đánh giá là một ứng cử viên top đầu cho giải thưởng cá nhân quả bóng vàng 2021 sau khi đã cùng Chelsea lẫn Italia có một mùa giải thi đấu đầy thành công. Khi được hỏi về khả năng giành bóng vàng của cậu học trò thì Tuchel đã thẳng thắn chia sẻ. Với những màn trình diễn nổi bật của cậu ấy trong năm 2021, Jorginho xứng đáng được nhận mọi lời ngợi khen. Jorginho nằm trong số những cầu thủ xứng đáng giành được quả bóng vàng. Với tôi, cậu ấy là một cầu thủ vô cùng thông minh và tôi rất vui khi được làm việc với cậu ấy. Rõ ràng là việc con hát bố khen hay là điều bình thường, nhưng ta cũng phải công nhận rằng Jorginho cũng đã có một mùa giải thật tuyệt vời. Và biết đâu bất ngờ anh lại đánh bại Messi, Lewandowski hay Ronaldo để ám về quả bóng vàng thì sao? Bùi Tiến Dũng vô tình để lộ chuyện hôn sự của Đình Trọng. Vào trưa ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã livestream trên Instagram để giao lưu với người hâm mộ. Tại đây, anh cùng đồng đội thân thiết của mình là Đình Trọng đã trả lời những câu hỏi bên lề sân cỏ khi bị fan chê là có gương mặt sương gió, sạm, hơi nhầu. Tiến Dũng cho rằng bản thân mình đã là đàn ông có gia đình nên có những áp lực riêng, không còn được trai tên như Đình Trọng. Anh chàng cũng tiện thể khoe luôn chuyện Đình Trọng sau làm đám cưới với bạn gái chàng heo. Bây giờ ra phải có nhấp nhăn như anh làm gì cứ phải trai tân đâu mà không nhau. Thế bảo Trọng mới được à, Trọng chưa vợ chưa con à. Có người yêu sắp cưới rồi. À đâu? Nhầm. Cưới rồi. Cặp đôi này thì cũng đã yêu nhau từ lâu. Trang heo thì cũng đã nhiều lần về ra mắt gia đình Đình Trọng. Hai người còn thường xuyên đáp ảnh cơm chó để chiêu đãi fan hâm mộ. Nên việc cả hai sắp đi tới hôn nhân cũng là điều được dự báo từ trước. Huấn luyện viên đội tuyển Oman là người từng gieo sầu cho thầy Park. Sau gần 20 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có dịp tái đấu người đồng nghiệp Branko Ivankovic, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Oman. Được biết, huấn luyện viên Branko Ivankovic gắn liền với quá khứ buồn của huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam khi mà tại ASEAN 2002, U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải rời giải đầy đau đớn khi để thua U23 Iran đầy tức tưởi ở trận bán kết. Và cũng thật là tình cờ, huấn luyện viên Branko Ivankovic chính là người dẫn dắt Iran khi đó. Trận thua kể trên có thể gọi là bước ngoặt buồn cho sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi lẽ vì thua Iran nên ngài Doraemon của chúng ta phải nhận vô vàn lời chỉ trích thậm tệ từ truyền thông hay người hâm mộ Hàn Quốc. Những người mà chỉ vài tháng trước đó còn tung hô ông lên mây khi huấn luyện viên Park cùng đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 ở World Cup 2002. Trong khi đó, huấn luyện viên Branko Ivankovic tiếp tục thành công khi đưa Olympic Iran giành tấm huy chương vàng kỳ ASEAN năm đó. Ông được Liên đoàn bóng đá Iran mời vào ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên thì nhiều năm trôi qua, vật đổi sao rời. Giờ mọi thứ đã khác. Lần này thì những Quế Hải, những Tiến Linh, Công Phượng, Hoàng Đức hay là Quang Hải đã sẵn sàng giúp thầy Park đòi lại món nợ năm xưa. Bản tin trên bóng đá ngày hôm nay đến đây cũng xin phép là kết thúc.
Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ like, share, đăng ký kênh và dùng nút chuông để đón xem những bản tin trồn tiếp theo. Xin cảm ơn.